Ok thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó là tại sao khi mình mình cắt một cái mặt cắt đứng á Đây là mặt cắt ngang uh, Mặt cắt ngang uh, Trên uh, mặt bằng nha Nhưng mà hiển thị bên uh, mặt đứng nè Thì các bạn không thấy được cái nét khách tường không? Đó cái tường của mình nó cắt qua mà nó trắng như vậy luôn Không thấy tường đâu hết à Thì làm sao để cho hiển thị những cái nét khách đó ở đây Rồi Thì nó lý do là mình chưa có set up uh, Cái nét khách cho cái tường ở Trong mặt đứng này nha Thì để set up các bạn nhấn cho mình lệnh VV nha các bạn đó bây giờ thì cái đối tượng tương của mình là nó là đối tượng 3D hay là 2D nó là 3D đúng không 3D thì chọn là tab model category rồi cái tương của mình là wall đây wall đây bây giờ mình sẽ giống qua bên này mình sẽ coi là kết này kết là nó cắt thì cái tương mình nó đang bị cắt mà rồi bây giờ mình sẽ chọn cho nó một cái nét khách là cái một cột button chọn vào đây ở đây nó đang là foreground là cái nét ở phía trên đó là không có gì nữa đúng không? No override này thì bây giờ mình phải chỉnh nó tìm nó đó tìm ở đây nhỏ quá thì nhấn dấu ba chấm để cho nó hiện bự lên rồi kéo xuống tìm đến cái nét khách tường diagon up 1.5 thì mình sẽ chọn cái nét mà 0.6 đây cho nó đặt nha nhấn ok rồi à, cái mục color này á, là nó sẽ nói là cái màu gì thì đây mình chọn nó là màu cho nó màu cam đi màu cam hoặc màu đỏ cho nó nổi ha đó nhấn ok được chưa rồi nhấn ok một cái Đã các bạn thấy chưa chỗ nào cả tường h là nó hiện lên Đó, dây là à, này mới đúng chứ phải không được chưa các bạn tl cái đi đó, à, giống kết rồi đó rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha bye bye